Thành công rồi anh em ơi, quá là vui luôn. Không cần dùng phao điện nha, bơm tăng áp vẫn tự ngắt khi bổ hết nước luôn. Mà xài điện 24V cực kỳ an toàn nha. Anh em nào quan tâm thì cùng xem hết video nha. Quay nhanh cho anh em xem nha. Thì cái đây là cái đường nước in này, nó đi vào cái trụ lọc. Trụ lọc titan 3 lõi 20 inch. Bỏ qua cái con lọc đấy đi. Đó, nước đi qua đây, sau đó đi qua con bơm tăng áp. Bỏ con bơm cái đi nhá. Bơm cái là bơm nước lên bồn, bỏ đi. Em quan tâm tới con bơm tăng áp này thôi này. Thì con bơm tăng áp này là sẽ đưa áp lực nước cho toàn hệ thống trong nhà mình. Và cái nhiệm vụ của nó là phải ngắt khi mà cái test nước này nó hết nước này. Thì ở đây mình mượn luôn cái đường khí ra, làm cái van trên đây, cấp cái đường khí ra, khí thôi anh em nhé, nó không ra nước đâu, bởi vì nước nó đẩy từ dưới lên trên mà, thì trên đây nó sẽ tạo ra một cái tầng e. Đi qua xuyên bên đây là một cái tủ điện này, mình quay cho anh em. Đây anh em sẽ thấy là cái tủ điện mặt sau của nó đây, khí từ cái bình titan nó sẽ lên cái đồng hồ. Đây là áp suất của đồng hồ là 1.7 này, A1. Đây là cái đèn là khi hết nước nó sẽ đỏ lên anh em nhé. Anh em có thể lắp chuông hay đèn tùy ý. Bên trong phải trang bị hai con automat chống giật cho nó an toàn thôi. Đây, kết nối với rơ le kiếng 24V này anh em này, cực kỳ an toàn rồi nha. Bên trong này mình dùng một cái quần tổ ong nhỏ để nuôi cái con rơ le kiếng này. Đó. Vậy thôi. Rồi, quay trở lại nhá, mình sẽ test trực tiếp cho anh em xem. Ở đây mình có một cái vòi nước, bây giờ mình mở ra này. Đó, bơm chạy, em thấy chưa? Nước ra rồi này. Em thấy nước chảy chưa? Khóa vào. Khóa vào là bơm cắt. Ok chưa? Giờ em mở ra cho bơm chạy nha. Đó, bơm lên chạy liên tục. Để giả lập cái bồn hết nước thì em sẽ khóa cái vòi này vô. Khóa vô. Cho nó chạy. Nó chạy, nó bơm hết nước trong lọc này là sẽ tự cắt. Đó, nó ngắt luôn rồi anh em. Hết nước là tự ngắt luôn. Em sẽ giả lập là mình bơm nước vào bồn, nước lại đầy lên. Đây. Đó, bơm lại chạy. Em thấy chưa, bơm lại chạy. À, nước bơm ra rồi này. Giờ em khóa vòi lại vào. Cắt bơm. Cực kỳ an toàn rồi em nhé. Một con đồng hồ cảm biến áp suất và một con rơ le kiếng là xong.